Đấy giờ cái khúc này nó có vẻ hơi hơi bị căng đó. Ở dưới thì có lửa, ở trên thì nó hai cái cục đó nó cứ ập vô đỡ thấy đéo nào được. Nghĩa là nên đi cái hướng này, tại vì mình nghĩ là có chỗ bám ngay đây, nhưng mà phải đi càng nhanh càng tốt. Ôi giờ cái mình nghĩa là nên nhảy qua đây. Đúng rồi, quá chuẩn luôn. Ở đây được ta. Ôi phải lên nhanh kiểu không nó kháng cái thấy bạ luôn. Ở đây có cây cần nè, có cây cần, để mình xuống có lấy cây cần nè. Ôi nó dừng ngay đây không thôi chứ mình nghĩ cũng té rồi đó. Định mở cái cần này không biết được cái gì không ta. True. Nó đóng lại rồi nè. Quá chuẩn luôn, mở đường nhanh đi. Ok, mình nghĩ là nên đi xuống chắc nó cũng không có đập vô nữa đâu ha. Nhảy lượt luôn đi rồi. Ok, ngon. Cái khu này nhìn khá là ngầu chứ, có nguyên một đường ngay đây rồi mấy cái thùng hộp rồi này mình giải nãy giờ. Giờ tới lượt rồi, nãy giờ mình ngồi chơi giải đố luôn á. Giờ đúng nghĩa, ngay khúc này là giải đố ghiền luôn. Nhưng mà nãy mình giết được con bò cạp kia nó có khả năng gì ta? Kiểu như đóng băng hay cái kiểu nó có một cái miếng gọi là băng hay gì đó đó, mình có khả năng là mình đút tay vào mấy cái này thì nó có thể là nó kích hoạt cái gì đó. Nhưng mà thật sự mình cũng đang đi tìm đường đi đây mà như vẫn không biết cái đường nào đi được. Trừ khi có ai nhập vô chỉ đường đi thì may ra chứ. Để coi, để mình đánh cái này thử xem có chuyện gì xảy ra không. Ồ, cái hộp này nè, cái hộp này hình như nó bị, nó nằm ở trên nhưng mà nó bị đẩy xuống đây rồi thì phải. Nhưng mà thật sự là mình vẫn chưa hiểu là mình nên làm gì với nó. Có khi nào mình phải đẩy lên trên đây không ta? Nó bảo mình phải lên đây nè. Đúng rồi, để mình check cái đã. Khu này có gì không ta? Này cửa này bị đóng luôn rồi, trên đây thật sự là không có gì hết á. Rồi, không có đường đi luôn, chắc luôn. Cái hộp này nhìn có vẻ có cái gì đó. Để mình đẩy nó ra đây thử coi. Để mình đổi hướng rồi xem nó như thế nào, nó có bị rớt xuống kia không. Để mình đẩy nó xuống kia luôn. Đây mình nghĩ là mình nên đẩy nó qua đây. Nhưng là mọi chuyện sẽ khác. Thì là mình đẩy nó lên cái phía trên như thế này thì có lẽ là nó sẽ làm được cái gì đó. Để mình coi. Này lôi đi đâu ta? Lôi lên kia thì chắc cũng đây thì chắc nhảy cũng không được. Lên cái cục tròn này là mở được cái cửa kia. À đúng rồi, phải đẩy cái này vô đó. Mình nghĩ là nên đẩy cái này vô rồi mình mới chạy lên kia được bằng cái giày của thằng Hermes. Ồ, quá chuẩn luôn, quá đẹp trai. Cái gì đây? True. Đấy, nguyên một cái bãi chiến trường này. Ok, kích hoạt nè. Giờ biết nó dẫn mình đi đâu nữa. Là này nhìn những cái thân máy. Coi nè. Ôi, mấy cái tụi này châu bò phải đây trời. Mà công nhận nó là châu với bò mà. Nát, hèn chín châu bò phải rồi. Tránh ra. Mấy là phải rút cái vũ khí đặc biệt ra quốc lộn không à. Cái cây đó, cái gì đây? Cái gì sao đất gì mà đinh gai không vậy? À đây, mình phải bám được cái con này thì phải. Ôi, không thôi là chết luôn á. Cái con kia nó còn mém chết nữa nó chị mình. Ôi, một cái bẫy khác nữa hả? Mình cứ tưởng đây là một cái khu rất là dễ nhưng ai ngờ nó tưởng rất dễ nhưng mà dễ không tưởng luôn á, khó không tưởng luôn á. Quánh không được cái gì hết mà chủ yếu là phải né nó với lại chạy cái kiểu gặp thêm cái bà đồng này nữa chứ. Ôi cái gì vậy? Ôi mém nữa bị đâm xuyên người luôn rồi. Nếu mình bám cái bà này đâu thấy bà bay lên. Ôi nằm luôn rồi.
đuối quá, đuối quá. Bà này quất cái xuống là xuống luôn rồi. Không biết là giờ lấy nữa nó, lấy nữa nó mấy cái đinh này nó thọc lên thì không biết né kiểu gì đây. Không biết là sẽ có con chim hay gì đó nó tới hay không. Nhưng mà tao ghét mày đó, má đừng có đầu độc tao nó coi. Đây đây có con chim nè, có con chim nè, lên 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 lên. Bố mà chết là bố chịch mày đó. Đúng là may mắn có khác. À, hình như mình nghĩ là chắc hết rồi nha. Tới đây chắc hết rồi cái gì. Thôi bỏ bỏ con nhỏ kia luôn đi, mình cũng lười đánh đúng không. Đi tiếp bao nhiêu rồi. Ăn máu, ăn mana cái đã. Máu nè. Ăn cho đẹp da. Còn nhiều điểm nữa. Quật luôn. Yes. Chúng ta đã mask được cái cây của hàng Quint. Fuck you bitch. Cause of Hades. Mình có nên nâng cấp không ta? Nâng cấp cái nhẹ luôn đi thì mình nghĩ nó cũng lên luôn rồi. Gần lên, gần lên. Đánh thêm tí nữa là lên luôn rồi. Cái gì đây? À, mình phải dùng cái tay của Queen để phá được cái cửa này. Và hiện tại mình nghĩ là mình có khá nhiều dụng cụ để có thể phá được những cái đường đi mà mình gặp. Trò này khá là kiểu như... Từ từ đã. Nhỏ này là ai vậy? Ơ nó còn sống kìa. Ôi. He told me to never talk to you again. He told me if I did, he hurt you the way he hurt my father. He won't. He told me he would kill you. He can't. We must leave this place. Come. I can show you the way. Con nhỏ này thật sự là không phải là con của Kratos. Nên theo như các bạn thấy ngay đầu game là nó có nhắc tới con Calliope là con của con nhỏ này và có cái ngoại hình khá là giống. Và nếu như mình có nói sai thì các bạn sửa mình cho phần comment nha. Tại vì mình cũng không rõ về cái game này cho lắm, mình chỉ là nói cái cảm nhận cá nhân thôi. Thì theo mình nghĩ đó, nhỏ này không phải là con của thằng này. Nó chỉ là mang một cái ngoại hình nó có vẻ như là... Thì mình sợ cái thằng này đó. Từ từ. Giống con nhỏ đó thôi, có ngoại hình giống con nhỏ đó. Và nó tạo cái cảm giác cho cái thằng này, nó muốn bảo vệ con nhỏ này. Cái kiểu... Bây giờ cái gì vậy, cái gì vậy? Ôi, con lần đầu tiên thấy con nhỏ này có khả năng... biến mình thành đá đó. Tùng mẹ mày. Ôi ôi, trời ơi. Con này đúng là chạy nha mày. Thế giờ nhận rượu rắn bao giờ chưa? Này thì rượu rắn đánh không hồn. Ôi ơi, một con Medusa có thể làm đóng băng cả mấy con Medusa khác. Quá là khoai. Mình nghĩ là thoáng hết rồi, chắc nên đi tiếp. Còn về cái vấn đề hồi nãy á, là mình nghĩ là cái con nhỏ này, nó thằng này nó muốn giúp con nhỏ này để nó mở được cái hộp Pandora hay các kiểu, hoặc là nó muốn giúp gì đơn thuần vì con nhỏ này là nó có nét gì giống con của nó. Đây thì đằng nào thì nó cũng nhớ vợ con nó thì phải. Thôi kể là mình làm tiếp nhiệm vụ đã. Còn phần 2, phần 3 thì thật sự là... Ôi, cái gì vậy? Phần 2, phần 3 thì mình chưa có chơi cho nên mình không dám nói thì mình sẽ biết cái cốt truyện nó hay sao, là cái cốt truyện này sẽ như thế nào. Ủa mình tưởng nó rớt xuống dưới rồi mà. Ôi. Né, lên 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 nhanh nhanh. Ôi mình phải phóng lên trên nữa hả? Chết cha chết nhỏ này rồi. No 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 đừng 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 đừng. Chú đang tới. Đây 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 có cái này coi đây. Ra 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 ra. Ra ra nhanh 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 nhanh. Ôi hết rồi. Nhỏ này số còn hên đấy. Bây giờ đi đâu ta? Lên đâu ta? Đây thì cũng không có đường. Đây thì cũng không có luôn. Bức tốc. Đường này thì chặn rồi. Ôi, lên nè. Cái rồi ha ha, kiểu như tình thương mến thương quá nha. À đây 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 đây, đúng rồi. Cứ cho nhỏ này lên, rồi chắc nó làm cái gì đó ai biết. Lên nhớ xuống nha con.
Ủa còn mình thì sao? What the fuck? À, nó đang bảo là có thể mở được cái cổng. Mình nghĩ là mình phải đợi nó. Còn mấy cái này công nhận nó kinh dị thì chứ. Là mình là liên tưởng tới bộ phim Saw. Nó cũng tương tự cái kiểu vậy. Learn. Oh what the fuck man. Nhỏ đi đâu, đi tới đâu, xui tới đó rồi. Khoai thiệt luôn á. Nhiều lúc muốn giúp nó mà muốn bỏ mặt nó ghê luôn á. Mỗi lần định giúp cái nó vô thế toàn như thế, không phải dạng vừa đâu, toàn thế nguy hiểm không mà. Thế toàn ba cái kiểu mà dạng rộng ra. Đi cứu nó kịp cũng mừng luôn, chứ đừng nói là làm cách nào để cho nó sống sót. Mày làm sao đây ta? Ôi nước càng lúc càng ngập vô rồi. Chết mẹ rồi. Chết rồi. Đó. Lên. Lên. Ôi ừ, đau quá vậy. Mình nghe chắc đường này đi được nha. Giờ mình phải đi càng nhanh càng tốt. Phải chạy lên đây. Phóng vào cái thùng này thì phải. Hình như ngay đây có đường lên nè. Và làm càng nhanh càng tốt. Ôi ném để chết. Lên. Mấy cái chỗ này nó gợi ý đường khá là cụ thể cho nên đi khá là nhanh. Ở đây còn có nút bấm nè. Từ đó bấm cái nhẹ ra. Dưới này toàn là ơi trời. Nhanh lên. Không thôi là người thành thịt bấm hết luôn á. Kiểu lát nữa có hamburger ăn luôn nha. Ồ, hên quá. Nó đóng lại cũng may là kịp. Ồ, coi kìa. Ồ, lên. Bố chưa muốn chết bây giờ. Đây, nãy có cái cần ngay đây. Có cái cần ngay đây, nhỏ này gần chết rồi hết. Nước vô đầy luôn rồi. Đừng chết nha con. Đó, bố đi mệt lắm mà. Giờ sao? Hết cho hồn. Kiểu như mình muốn giết được tất cả thần thánh là phải công nhận là phải có dụng cụ hết. Tất cả những vũ khí mà mình từng góp lụm được trước đây đều rồi có một cái tác dụng nào đó dẫn mình đường mình tới gặp thần thánh và kiểu như phá vỡ những đường mà nó chặn mình lại. Tôi sẽ nhảy cho mình được. What's up? Ôi, vẫn còn sung sức chán. Đi tiếp. Không sao, khỏe mà. Đây. Đi cái nhẹ nào. Để ăn máu rồi, mình có full bả rồi. Thank you, Kratos. Our journey is far from over, Pandora. By its end, you will not be thanking me. I know I look it, but I'm not a child, Kratos. I've seen many terrible things. I'm not afraid. I understand what lies ahead. I saw Zeus torture my father. I saw him beaten because of me. I should have helped him, but I was afraid. Hephaestus did what every father should do. Protect his child. No! It's all my fault. I failed him because of fear. Fear is its own kind of darkness. In that darkness, I heard what the gods said about me. They called me a monster. Words mean nothing. Perhaps. But in their words, I heard fear. The fear of an ash-covered warrior. The fear of you. As the fear in the gods rose, mine was replaced by hope. Hope is for the weak, Pandora. Hope is what makes us strong. It is why we are here. It is what we fight with when all else is lost. This
is what hope delivers, child. You should learn that now. Mấy cái con nhỏ này công nhận nha, châu bò thiệt luôn á. Quá nãy giờ không CJ luôn á. Thực sự là còn mấy thằng này là mình phải lấy cái nắm đấm của Hạt Queen ra mà đánh mới vỡ được cái khiên của nó. Lúc đầu mình còn tưởng cái khiên nó màu sắc đẹp đẽ, mà cái kiểu như là nó có khả năng đặc biệt là chống đỡ đòn đánh của mình. Nhưng mà thực sự nó đều có một cái kiểu như là cái lời gợi ý cho mình khi mà mình lấy được cái tay nắm đấm của Hạt Queen. Và tức là nó kiểu như một cái thứ dễ vỡ mà chỉ có tay nắm đấm của Hạt Queen có thể đánh. Và tức là khi bạn nhìn nó, bạn nhận ra liền luôn. Mình thật sự ghét cái con nhỏ này nha. Với cái thằng này, tại thật sự là hai cái con này là hai cái con trâu bò nhất mà mình từng thấy. Thậm chí còn trâu bò hơn cả boss nữa. Đánh nãy giờ eo chết là eo chết. Còn này là mình phải lấy đầu của Helios ra bật sáng đó thì nó mới hết ảo tưởng được. Ê mấy con này đâu ra cái gì? Mấy tụi bay đâu ra vậy? Quánh đúng căng não luôn chứ. Quánh bùm chéo đụng vô đụng ra. Con này nữa nè. Từ từ đó, mình kéo lại. Này thì đứng nó mới nhìn. Ôi cái cú này đúng đẹp luôn á. Mình kéo là mình đụng một phát văng tuốt đằng kia nhìn ngầu dễ sợ. Bò nè. Quánh thành khô bò rồi bây giờ. Đâu, coi sức mạnh đặc biệt của bố nè. Bố nè, dạ, trời. Ô, nó đánh mình bẹp dí luôn. Đây. Bố chấp hết. Từ khi bố có vũ khí đặc biệt là bố không sợ đứa nào hết. Coi này. Ôi. Đây, đẹp trai. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Mấy chú thì làm sao mà ai yêu cho nổi. Ồ, mình cú này quánh quá đẹp luôn. Còn nhỏ kia thì nó thuộc lại kiểu bất tử hay sao, quánh kiểu gì cũng không trúng nó. Đó, nhưng mà không sao thì cứ để bố lo. Bò đây mới đang mất tiêu rồi. Mày tránh xa nó ra. Ôi, kiểu như mình spam có vài nút rồi. Hành nó luôn nhé.
Đây 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 đây, ngon lành luôn. Này thì chốt, ra hết cho bố. Đập đập như con đẻ nè. Con đẻ, tao đẻ là mày được luôn. Đó. Chết nè, một con đã chết. Nhưng mà còn một con nữa, con này có bay lượn lượn trên đầu rồi, tức ghê. Quỷ sứ à, ôi trời. Ôi rồi rồi, nó chết thuốc mê mình kiểu như hút cần nữa. Ô, ô, thảy đằng kia. Này thì đàn bà bố rất là nhẹ tay với đàn bà, nhưng mà tới con này thì nó đã thấy hồi thở lại gì rồi, nên thì khi mình đánh cũng không có vẻ tiếng nuối vô lắm. Ủa sao nó đông quá vậy? Quánh nãy giờ chưa hết nữa nè. Cái cảm giác nãy giờ quánh như cái chục phút vậy. Mà còn tụi này cứ ra ra hoài luôn. Ôi thằng kia người đó lè luôn. Mình đánh bằng cái đấm đấm của Queen đó, đánh riết một người đó đỏ lè luôn. Kiểu như gần gần đụng phải chết luôn á. Nó kiểu như một cái miếng đá dễ vỡ, càng lúc càng dễ vỡ thì nó đổi màu. Mình có khi nó cu te hơn cần thiết luôn. Ủa con bò, mình gần hết máu rồi, cũng gần hết mana luôn rồi. Nói chung ra là hết mana rồi đó. Còn như đây thì cũng không có đánh đấm được cái gì. Mà mình nghĩ là quá chứ cũng gần hết rồi, tại vì mình cũng chịu hết nổi rồi. Mình cũng nãy mấy bạn nào mà chơi được cái chế độ hard với normal hay gì các kiểu. Normal thì mình nghĩ mình chắc mình chơi cũng được thôi, nhưng mà nó hơi tốn thời gian tí. Còn mình muốn làm cho nó mượt mà nhất có thể thì mình chơi easy đi. Thì như bạn thấy là mình cũng chỉ mới chơi nó muốn easy thôi. Nhưng mà mình quay cái này thì cũng có chết cái chục lần cũng vậy, chảnh khó hiểu hoặc cái này nọ. Cho nên easy đã khó rồi, nó chỉ là normal là hard, cho nên mình bắt đáy với bạn đó. Còn trophy trong cái PlayStation thì mày này chơi càng nhiều thì càng tốt, unlock được nhiều thứ hoặc là vũ khí mạnh hơn, unlock lẹ hơn chẳng hạn. Mình không chơi nên mình cũng không có rõ. Rồi nghĩ là chắc hết rồi vậy, chắc hết rồi. Mong là tới đây mọi chuyện sẽ dừng lại. Water. Tôi nghĩ là chúng ta nên lên.
The chain, Kratos. My father once told me it maintains the balance of power within Olympus. Break the chain to raise the labyrinth. Wait here. Thank you.
xong được một cái đầu rồi. Nhưng mà có vẻ như hồi trước mình cũng có thể thấy cái đầu nó có cái cục đó. Và ngay tại thời điểm đó thì mình không biết là nó mình làm sao để, nhưng mà chỉ biết là nó phát sáng nhìn rất là đẹp thôi. Chứ đây không có gì hết ta. Thì tới thời điểm hiện tại mình biết là có cái nắm đấm của Hạt Queen thì mình có thể đập được nó. Mình kia có một cái cần cẩu cần để gạt, nhưng mà không biết thế nào để gạt được cái cần đó ta. Ở đây thì mình càng đứng thì nó càng không làm sao để cho mấy ông thần này bỏ tay ra được. Mình giờ làm sao ta? Mình phải ấn ngay đây thì mấy ông thần mới bỏ hai ba cái tay ra. Như bạn thấy là có ở đây trước mặt mình có hai cái đó, mình có thể đập được nó nè. Mà vấn đề làm sao để vừa nói luôn, vừa vấn đề làm sao để mình đập kịp một lúc hai cái này mà nó không bị kéo xuống, thì cái gì sợ dây xích này nó mới bị giật ra thì mình mới có thể lên được cái chỗ mà Pandora để mở cái hộp kia. Rồi nó mở nhanh quá, mình không kịp đánh luôn. Nghĩa là có sẽ có cái đường khác để mình kiểm tra lại. Mình vẫn chưa có rành cái khúc này đường này cho lắm, nhưng mà rõ ràng ngay đây là không có cái đường nào hết, cũng không có một cái gợi ý nào cả. Còn đường duy nhất mà mình có thể đi là cái đường này, nhưng mà hồi nãy các bạn thấy là mình chỉ đập được một cái đầu của ông kia thôi và tay ông bỏ ra, nhưng mà không cái đầu khác. Ôi, ngay đây có đường nè, mình ngay đây, ở đây, có một cái đầu nữa nè. Bỏ ra nè, rồi một ông đã bỏ tay ra. Mình nghĩ là cái đường nó sẽ đâu đây nữa thôi. Còn tay duy nhất, còn tay cuối cùng thôi đó. Binh lính ra nè. Bố đã đợi tụi mày lâu lắm rồi đó. Ok, quá hợp, quá chuẩn luôn. Rồi, mình nghĩ là chắc tới đây là cái cũng... Nó cũng nằm đâu đây thôi. Cái đầu cuối cùng. Đây thì phải. Tới chưa ta? Nó nằm đâu? Ôi, nó nằm ở dưới kìa, Để mình tìm đường xuống dưới kìa. Nhưng mà đường này bị chặn rồi. Để mình đánh đám này đã. Ôi, nó cầm cái gì kìa. Ôi, thằng người kia đỏ lè luôn. Đỏ mày, đỏ nữa nè. Ủa, nó nhau như con dồi vậy. Nhoi hả mày, nhoi nè. Ủa, mình thấy cái chiêu này ghê, đánh cứ như một cái làn sóng mà đánh rất là kinh dị. Thì chú liệu cũng muốn đỡ anh nữa không? Trời ơi, anh cân hết rồi, còn mình chú rồi đó. Rồi xong, chỗ này đã xong rồi. Mình là để xuống đây, đúng rồi, quá chuẩn luôn. Chúng ta gần xong rồi. Phá được cái cục này, phá cục cuối cùng rồi, hên quá. Xong. Ba tay ông này đã hả ra và cái cục này đã lên. Bây giờ bố đánh chết bà thôi nha. Ok, xong, giờ có đường tắt nào đi xuống nhanh nhanh không? Bay lên cái ông thần này được không ta? Rồi mình nghĩ mình đi đường truyền thống đi. Đường cơ bản, đường mà mình lúc đầu ở đấy đi cho nó an toàn nhỉ. Chứ đường kia thì nghe có vẻ mạo hiểm. Rồi, ok, quá chuẩn luôn. La 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 la. La 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 la. Ngay đây có đường đi nè. Oh, thì ra là nó. Cái đây còn gì kia gớm nữa không? Mình tưởng là cái cần nó có cái nhiệm vụ gì đó, nhưng mà đây mình ăn cái hộp này kìa. Không liên quan cho lắm. À, giờ thì mình chỉ mới biết là cái cần nó chỉ để mở cái cửa đó thôi. Ok, cần xong rồi. Yes, còn mình trốn thôi đó.
Right, Kratos. Remember your purpose, Spartan. Remember why you have come so far. Prepare yourself, Spartan. You know what you must do. I will raise the labyrinth. I will take her where she belongs. Thank you.
There it is. I can see it, Kratos. In the darkness, the fires of hope will set us free. Pandora, no! You know why I'm here. You brought me here to do this. I will find another way. No, Kratos. There is no other way. Let me go! No, child! I am not a child. You're hurting me! Kratos, help! Put her down, Zeus! Your obsession with this thing has become somewhat of a nuisance, my son. Release the girl, Zeus! Don't confuse this object, this construction of Hephaestus, with your own flesh and blood. But perhaps you already have, Spartan. Your quest for Pandora, your pathetic attempt for atonement from the family you slaughtered, has caused nothing but havoc on Olympus. Look around at what you have done. I see only what I have come to destroy. Taking pity on you has been my greatest mistake, Kratos. Just as taking pity on this thing will prove to be your greatest mistake. This has nothing to do with her! It has everything to do with her! Put her down! As you wish. Pandora!
After all you have sought, after all you have sacrificed, it ends in another stunning failure. Such chaos. I will have much to do after I kill you. Face me, father! It is time to end this. Yes, my son. It is time. You should have chosen the other one. Enough! Father and son will die together. Ah!
close, Calliope. Mother, I'm scared. Are they coming to get us? Your father will protect us. Burn this village! Burn it to the ground! Daddy? Kratos! No! No, Mother, no! My wife. My child. How? They were left in Sparta. Ares! Kratos, in the darkness, the fires of hope will set us free. You can see the light. It is changing you. It is time to lay your fears to rest. The light reveals the truth. The power of forgiveness comes from within. To be forgiven, you must find the power to forgive yourself. No! Kratos, fear drove Zeus to kill his father, Cronos. The same fear that brought the Great War. A fear that drove Zeus to kill you, his own son. Zeus uses fear to keep you in the dark. Confront your demons and lay them to rest. Here, Kratos!
others have abandoned me. Now there is. Do you remember that day, Spartan? I won't allow you to hurt her. Good luck with that little whore you call Pandora. You cannot change your destiny, mortal. I gave you everything. Please, don't do it, Spartan. Show you the way. Die! Tremble in fear! Kratos! Ah! Over here, Kratos! Hush! Hurry, Kratos! Kratos, please. I need you to free me. Don't listen to her, Kratos. For once in your pathetic life, don't fail. Don't fail her like you failed. Gods rose, mine was replaced by hope. Power to kill a god. Hope is what makes us strong. It is why we are here. Is what we fight with when all else is lost. Thank you.
from the bondage of Olympus and cleansed in chaos. Mankind is now ready to hear my message. Look around you, Athena. The world stands in ruin. What good is your message? Go if you must. But first, I insist you give me the power from inside the box. The box was empty. That can't be true. I can see it in your eyes. You used my power to kill Zeus. You still have it as we speak. Don't you understand? When Zeus gathered all the evils and placed them in the box, I dreaded what would happen if it was opened again. And so, I summoned the most powerful weapon in the world, and I placed it in the box. I told you, it was empty. Pandora was sacrificed in vain. She died because of my need for vengeance. You must be mistaken. You used my power to kill Zeus. I saw you do it. Unless... Of course. When you opened the box, you released the evils to the gods. Infected them. Changed them. Zeus himself fell prey to the dark evils. This is why he became so enraged and obsessed with your death. He was consumed by the evil fear. I thought the power I placed in the box was never released. All these years, I assumed you drew from the evils inside to destroy Ares. But I was wrong. From the box is mine. From it, you gained the strength that Zeus could never destroy. A strength great enough to overcome fear. Locked deep inside of you, Kratos, is hope. It has remained buried, trapped by your guilt and the failures of your past. When you killed Zeus, you must have allowed something to awaken it. What was it, Kratos? Hope is what makes us strong. It is why we are here. It is what we fight with when all else is lost. What was it, Kratos? All I remember is what I have lost. That is why you should give me the power. I understand its true meaning and where it belongs. I trust you to do the right thing, Kratos. You shouldn't. You owe me this, Kratos. I owe you nothing. I made you a god. I sheltered you from the wrath of Olympus. I delivered your revenge on Zeus. It is over, Athena. You would dare strike me down? Again? My vengeance ends now. How could you? You disappoint me, Spartan.